Hôm nay em cà phê nhà mình sẽ uống cái sản phẩm Go Plus dành cho trẻ biếng ăn này. Ok, uống ngon, uống thử xem ngon không? Xin chào các bạn nhá. Ôi. Xin chào tất cả các bạn nhá. Ôi, ôi, ôi. Mình đang ăn kẹo rất ngon. Mình ăn gì rất ngon. Uống đi, không? Uống chậu á, uống đi. Ngon không? Ngon không? Cà phê ngon. Ui giời ơi, giỏi thế nhỉ, quá là siêu luôn. Các bạn ơi, mình đang ăn ghẹ này. Các ơi, mình đang ăn cuốc. Cuốc trời ơi, cũng rất giỏi luôn. Ngon không? Rất là siêu luôn. Đây, cà phê uống cái sản phẩm này là sản phẩm gì đây? Đây là sản phẩm Go Straw IQ Plus này. Đây, sản phẩm này sẽ giúp cho em sẽ có phát triển xương này, chiều cao này, trí não này và tăng cường sức đề kháng này. Và quan trọng là giúp cho em có một hệ tiêu hóa rất là khỏe mạnh. Đây, bạn nhìn cà phê nhà mình này rất là khỏe này. Ui giời, bụng bẫm này. Ai rồi? Ôi, ngon chưa? Uống hết chưa? Uống hết chưa con? Uống cái này nhưng mà vẫn ăn tham nhở, phê nhở. Ok. Bạn ấy còn đòi uống thêm chưa kìa. Wow. Con uống được không? Uống thêm được không? Đó. Uống thêm được không? Rồi, uống hết rồi đúng không? Bà vẫn là đi nhá. Uống đi nhá. Uống giỏi nhỉ. Ok. Đấy, ok, nhà mình rất là giỏi. Đó, đây là hai bạn kia. Đấy, một bạn thì thế nào? Mình ăn ghẹ rất là ngon. Mời các bạn nhá. Mình ăn thì rất là ngon. Mời các bạn nhá. Ok. Nào, bạn xin xô ăn gì mà lâu thế? Đó. Nó làm gì vậy? Wow, xong rồi là lau miệng cà phê nào. Lau miệng sạch sẽ nhá. Rồi. Đây các chị đang xem cái gì đây này? Mình đang xem Leo Leo Kid. Khỏe khỏe bà. Cháu ăn cơm à? Ui cháu ăn no bụng rồi. Đây gọi gì đây? Cháu vừa uống siro rồi. Gọi gì em? Thuốc. À? Thuốc. Cái bà cái. Của em. Của em à? Của em. Anh mà.